Đài truyền hình Việt Nam Bình Điền Long An xác nhận không thuê cầu thủ Trung Quốc Cai Xiaoqing tại cúp bóng chuyền VTV9 Bình Điền 2024. Tuy nhiên, đội bóng miền Tây đã có những phương án cụ thể để chuẩn bị cho chiến dịch này. Theo đó, đại diện của Đài truyền hình Việt Nam Bình Điền Long An chia sẻ với Sài Gòn Giải Phóng trong ngày 3 tháng 4 rằng đội bóng sẽ đón chào sự trở lại của chủ công Trần Thị Thanh Thúy trong tháng 5 để thi đấu cúp bóng chuyền VTV9 Bình Điền 2024. Vị này cũng khẳng định Thanh Thúy sẽ khoác áo Đài truyền hình Việt Nam Bình Điền Long An do hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Nhật Bản. Toàn đội sẽ tích cực tập luyện chuyên môn để hướng tới thành tích cao nhất tại giải đấu này. Cúp bóng chuyền VTV9 Bình Điền 2024 đánh dấu sự kiện bóng chuyền quốc nội đầu tiên của Trần Thị Thanh Thúy tại Việt Nam. Cô sẽ có dịp đối đầu với đội bóng cũ BFU Blue Card khi đại diện Nhật Bản là một trong ba khách mời của giải. Thời điểm cuối tháng 3, ban tổ chức đã công bố danh sách tham dự của BFU Blue Card. Đội bóng này trình làng lực lượng mạnh nhất với những hảo thủ có thể kể đến như Melissa Vandes, Mikoto Shima, Minami Takaso hay Iuka Ikea. Giải bóng chuyền cúp VTV9 Bình Điền 2024 diễn ra từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Đây là giải đấu quốc tế được thành lập vào năm 2006 do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức và được tài trợ bởi kênh truyền hình VTV9 và công ty phân bón Bình Điền. Sau khoảng 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải chính thức trở lại vào tháng 5 với sự góp mặt của 8 đội bóng, bao gồm 3 đội khách mời BFU Blue Card, Nhật Bản, Tứ Xuyên, Trung Quốc, U20 Thái Lan cùng 5 đại diện của bóng chuyền Việt Nam là LB Bank Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Binh chủng Thông tin, Đài truyền hình Việt Nam Bình Điền Long An và U20 Việt Nam.